Hello, hello cả nhà. Hôm nay là cái ngày mà tiền điện tử đang có những cái sự thay đổi và rất nhiều người cho rằng cái tin tức mà tiền điện tử sẽ điều chỉnh khoảng 40%. Vậy thì hiện tại nó đang dao động ở 52.000 này thì giảm 40% thì nó sẽ còn về bao nhiêu? Đó, thế nhưng mà cái thời điểm mà xảy ra cái điều chỉnh này là khi nào? Thì Vasa vẫn đang cập nhật tin tức cho quý vị, tại vì ngày mùng 2 và ngày mùng 5 tới ngày mùng 5 tháng 3 này là cái ngày hạn cuối cùng bỏ phiếu của cái lượt bầu cử của tất cả các cái tiểu bang, nó rất là quan trọng. Nó có thể họ để lấy phiếu bầu thì họ có thể chưa làm trong thời kỳ này. Vẫn là thời kỳ nó pump lên tạm thời và mọi người có thể chờ nó pull back lại để mua để vào, tại vì nó pull back lại để nó lấy đà, nó sẽ tăng lên một cái đợt mạnh lên tới 150.000 dự đoán của Bitcoin đó quý vị. Và hôm nay thì có một cái tin mới của ba lý do khiến cho Solana có thể tăng vọt vào năm 2024. Thì họ cũng đưa ra cái tình hình hiện tại là Solana đang tăng nhanh chóng từ tháng 10 năm 2023 và đạt đỉnh 126 đồng vào tháng 12. Đó, trong khi đó thì sự tăng trưởng vượt trội họ cũng tính ước tính rồi khả năng phục hồi, tiềm năng và phân tích những cái tin tức liên tục của cái mã này, và xả thấy rất nhiều người cũng đang còn hold Solana với cái mức vào của cái đợt dip lời rất là nhiều. Thì và xả cũng nếu mà là và xả đó thì cũng sẽ chốt lời nha quý vị, trong cái mấy ngày tới có thể nó sẽ pump lên thêm một ít nữa, có thể chốt lời để chờ nó pull back lại thì chúng ta sẽ vào lại. Đó, thì đây là hôm nay chỉ lên để chia sẻ cho quý vị cái thông tin chút xíu về cái đó thôi. Còn con ANZ á, hôm trước bán xà cũng vào và cũng chốt lời hết rồi, chỉ còn để lại một ít nữa. Đó thì chỉ lên chia sẻ thêm một chút xíu cho quý vị thôi. Còn bên thị trường cổ phiếu thì NVA Earning thì bán xà sẽ cung cấp cho quý vị vào ngày mai nha. Rồi, hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye quý vị.